Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Diễn vừa sản xuất xong một cái bộ cửa nhôm 4 cánh, nhôm ống hun màu xám, màu ghi quý vị nhá. Và hiện tại thì Diễn đã sản xuất xong và lắp đặt tất cả những cái phụ kiện của cái bộ cửa này luôn. Bộ cửa này là một bộ cửa đại hội. Hiện tại thì Diễn gia công, Diễn gia công cho một em thợ ở trong miền Nam. Và hiện tại thì một bộ cửa này thì chúng ta nhìn cái bên ngoài, chúng ta nhìn phía bên ngoài và bên trong, quý vị có thể thấy là chúng ta đã thấy những rất nhiều những cái sự khác biệt, phải không quý vị? Thứ nhất là bản cánh này rất là to quý vị ạ. Đó, bản cánh này là bản 14 phân quý vị nhé, 14 phân. Và cái khung bao của nó hiện tại là Diễn đang thi công là cái hệ khung bao ôm phun tường 20. Một lát nữa thì Diễn sẽ mở cái cánh cửa này ra để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng cái bộ cửa này. Đó, và đối với những cái bộ cửa đại hội thì đây là một trong những cái phân khúc Diễn nghĩ là năm 2022 được rất nhiều anh chị khách hàng cũng như là anh em thợ lựa chọn để tư vấn cho khách hàng. Đó là cái bản cánh của nó là cái bản cải tiến từ cái mặt cắt nhôm sinh pha, và công ty Owin đã cải tiến nâng cấp cái bản cánh nó to lên tận 14 phân quý vị nhá. Trong thời gian tới thì sẽ có một bản to hơn nữa, đó là bản 15 phân. Và trước mắt hiện tại thì Diễn đang sản xuất bộ cửa này là bộ cửa mở ngoài 4 cánh, và Diễn sẽ thao tác đóng mở cho quý vị cùng xem. Thông thường chúng ta đi ra vào thì chúng ta sẽ mở gập hai cái cánh này sang hai bên quý vị nhá. Đó, bản nó to nhìn rất là tuyệt vời quý vị ạ. Đó, chúng ta chạm tay vào cái cánh cửa chúng ta cảm thấy thích rồi. Đó, thông thường thì anh chị đi ra vào thì chúng ta sẽ mở hai cái cánh ở giữa này, và chúng ta muốn mở bốn cánh ra thì chúng ta sẽ mở cái chốt trên chốt dưới anh chị nhá. Chúng ta sẽ lấy tay chúng ta kéo cái chốt này xuống, chúng ta đẩy nó lên thì nó sẽ là chốt vào, và chúng ta kéo xuống là sẽ mở ra. Và tiếp đến là chúng ta sẽ mở cua cái cánh cửa này sang quý vị nhá. Đó, hiện tại thì Diễn đang để ở trên cái bộ khung thử cửa đó, và quý vị có thể thấy là nó lộ ra cái bản khung bao của nó quý vị nhá. Bản khung bao của nó là rất là to, rất là bệ thế, rất là tuyệt vời. Đó, Diễn sẽ bóc tem cái bộ cửa này cho quý vị cùng xem. Đó, chúng ta mới nhìn thấy hết được cái bản khung của nó. Đó, có thể thấy là cái bản khung bao của nó nên nhìn rất là to, rất là bệ thế, màu ghi rất là đẹp quý vị ạ. Đó. Đấy, khi mà chúng ta sản xuất một cái bộ cửa nên chúng ta nhìn chúng ta đã cảm thấy nó thích rồi thì chắc chắn rồi, khách hàng sẽ yêu thích thôi quý vị ạ. Đó, và cái bản cánh này thì đây là phía mặt trong nhà quý vị nhá, và Diễn sẽ đóng lại thì quý vị sẽ nhìn thấy cái phía mặt ngoài của cái bộ cửa này. Đó, thao tác đóng vào thì chúng ta cũng là đóng cánh cửa này vào, chúng ta đẩy cái chốt nó lên. Đó, và chúng ta đóng cái cánh cửa này vào. Đó, bên ngoài này thì quý vị có thể thấy là cái bản cánh này của nó rất là to quý vị ạ. Đó, bản này bên ngoài chúng ta sẽ nhìn thấy hết tất cả cái bản to của nó quý vị nhá. Đó, hai bên đâu. Đó, hai cái này, hai cái bản cánh ở giữa này ốp lại với nhau nó là 28 phân, gần 30 phân. Siêu to khổng lồ. Phiên bản này thì Diễn gọi là phiên bản 3 tấn quý vị nhá. Phiên bản 3 tấn Vlog. Đó, quý vị xem video thì chắc hẳn rất là nhiều quý vị xem 3 tấn có những cái video review những cái món ăn, đồ ăn siêu to khổng lồ. Thì bộ cửa này thì Diễn là đang là đặt tên cho nó là phiên bản 3 tấn Vlog. Bản rất là to quý vị ạ. Đó, và hiện tại cái bộ cửa này thì Diễn đang sử dụng là bản lề cối. Bản lề cối 4D kim long chính hãng quý vị nhá. Ở bộ cửa này thì có thiết kế ở bên trên là có một cái vách cố định ở bên trên quý vị ạ. À, đối với những cái bộ cửa chính thì anh chị thi công thì chắc chắn là chúng ta để cái ô cố định ở bên trên thì nhìn cái bộ cửa nó cũng sẽ rất là đẹp quý vị nhá. Đó, bản rất là to. Chúng ta thi công một cái bộ cửa chính. Đây là một trong những cái phân khúc rất là mới trên thị trường, và nó thay thế những cái hệ nhôm phổ thông ở trên thị trường anh chị sử dụng đã rất là quen thuộc với nhiều anh chị khách hàng rồi. Và năm 2022 chúng ta hãy làm mới đi, chúng ta hãy làm mới đi,
thay đổi cái vật liệu và hệ nhôm để chúng ta có thêm những cái giải pháp lựa chọn nó nhìn nó đẹp và đẳng cấp hơn ở những cái bộ cửa chính và những cái vị trí cửa thông phòng, cửa ban công. Thì chúng ta có thể lựa chọn cái phiên bản bà tân quý vị nhé, phiên bản bà tân. Đó. Hệ này thì bản cánh của nó là bản to, thì Diễn đặt cho cái hệ nhôm này là hệ nhôm thủy lực. Đó, bản nó to quý vị nhé, bản đến tận 14 phân cơ. Đó, mở ngoài thì thông thường cái cửa mở ngoài thì chúng ta sẽ đặt cái khóa ở bên tay phải, đứng từ ngoài nhìn vào chúng ta sẽ vặn cái khóa. Lỗ khóa ở đây thì hiện tại công ty Diễn cũng đã dùng máy móc CNC quý vị nhé, máy CNC quét lỗ sẵn hết rồi. Đó, việc còn lại thì anh em về thì anh em chỉ có đặt vào và chúng ta lắp đặt thôi, lắp khóa mà thôi. Đối với những cái bộ cửa chính to như thế này, anh em không có máy móc, anh em gia công thì anh em có thể là đặt bên công ty Diễn gia công thành phẩm, và những cái hệ cửa nhôm thủy lực công ty Diễn nhận gia công thành phẩm, giao hàng toàn quốc cho anh em thợ. Đó, nhìn toàn cảnh ở bên ngoài thì khi mà nếu mà bộ cửa này chúng ta nổ hết tem nó ra thì nhìn nó cũng còn đẹp hơn rất là nhiều quý vị ạ. Bởi vì là bộ cửa chưa lắp đặt lên công trình thì chúng ta vẫn phải giữ nguyên tem để tránh cái khâu vận chuyển nó bị chảy xước. Đó, và sản phẩm nhôm Owin, một trong những sản phẩm nhôm tiêu chuẩn Đức, bảo hành bề mặt sơn lên đến 15 năm quý vị nhé. Nó Diễn bảo hành cho quý chị cái sản phẩm cửa nhôm lên đến 15 năm. Đó, và cái độ dày của nhôm thì tất nhiên rồi, chắc chắn là những cái bản nhôm to cao cấp như thế này thì độ dày của nó cũng rất là dày. Đó, độ dày có tiêu chuẩn là từ 1.8 đến 2.0. Và chúng ta sử dụng cái bộ cửa thì nhôm nó dày như thế thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó hỏng được quý vị ạ. Đó, và nó có hỏng, đó, nó có thay đổi thì nó chỉ thay đổi ở cái màu sắc sơn thôi. Đó, và cái màu sơn thì Diễn cũng đã bảo hành cho quý vị lên đến 15 năm rồi. Sản phẩm nhôm Owin hiện tại đang sử dụng là công nghệ sơn máy phun sơn là công nghệ của Wagner của Đức quý vị nhé. Đó, và cái sơn thì hiện tại là công ty Owin đang là một trong những đơn vị được công ty hãng sơn Jotun ủy quyền để phân phối và sản xuất những cái sản phẩm nhôm có bề mặt sơn lên đến bảo hành lên đến 15 năm. Hãng sơn Jotun là một trong những hãng sơn đến từ Na Uy và được bảo hành bề mặt sơn lên đến 15 năm quý vị nhé. Thương hiệu sơn Jotun thì quý vị chắc chắn là trên thị trường quý vị cũng đã rất là quen thuộc rồi. Sản phẩm nhôm Owin là hiện tại là cái bề mặt sơn bảo hành lên đến 15 năm. Đó, và cái phần sơn thì được hãng Jotun bảo hành quý vị nhé. Hãng sơn Jotun sẽ là bảo hành cho quý vị lên đến 15 năm. Và thương hiệu sơn Jotun là thương hiệu đến từ Na Uy, thương hiệu 100 năm về hãng sơn rồi quý vị nhé. Hiện tại trên thị trường không nhiều hãng sơn có tuổi thọ lâu đời như hãng như sơn Jotun. Đó, và quý vị anh em thợ nếu mà thấy cái bộ cửa này đẳng cấp tuyệt vời thì quý vị vui lòng tặng Diễn Nhôm Kính xin một like. Quý chị nào chưa đăng ký kênh của Diễn thì nhớ like và đăng ký kênh của Diễn để khi mà Diễn sản xuất lên những cái bộ cửa đẹp chất lượng đẳng cấp thì Diễn sẽ review cho quý vị cùng tham khảo. Đó, và hiện tại thì sản phẩm nhôm Owin có tổng kho tại số 289 đường Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Và khu vực miền Bắc, sản phẩm nhôm Owin có trụ sở tại số 332 đường Túc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đó, và hiện tại Diễn đang phụ trách ở khu vực miền Bắc, đi thi công khắp các tỉnh thành ở khu vực phía Bắc. Và miền Nam thì Dũng Nhôm Kính đang phụ trách ở trong khu vực miền Nam quý vị nhá. Dũng Nhôm Kính hiện tại đang có mặt tại tổng kho số 289 đường Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Dũng Nhôm Kính là người em sinh đôi của Diễn Nhôm Kính, nên là quý vị đặt hàng bên công ty Diễn và công ty hai anh em Diễn Nhôm Kính và Dũng Nhôm Kính thì quý vị rất là yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như là uy tín của Diễn gắn liền với sản phẩm quý vị nhé. Sản phẩm nhôm Owin được bảo hành bề mặt sơn lên đến 15 năm. Hiện tại trên thị trường không nhiều hãng nhôm có cái chính sách chế độ bảo hành màu sơn quý vị nhé. Đó, và công ty Diễn là một đơn vị gia công thành phẩm. Tất cả những sản phẩm liên quan đến sinh pha nhập khẩu nhôm Owin tiêu chuẩn Đức. Đó, và
Rồi sau đây xin mời quý chị và các bạn cùng Diễn đi tham khảo tham quan một số những cái bộ cửa Diễn đang gia công thành phẩm và chuẩn bị giao hàng toàn quốc cho anh em thợ quý vị nhé. Ở phía bên ngoài này thì đây là một trong những cái sản phẩm mà Diễn đang đã gia công hoàn thiện và Diễn đã bọc bìa cắt tông rất là cẩn thận quý vị nhé. Đó, và hiện tại thì Diễn gia công thành phẩm bọc bìa cắt tông lên hoàn thiện bộ cửa như thế này để giao đi toàn quốc cho anh em. Đó, quý vị có thể thấy là trên những cái bộ cửa mẫu, những cái bộ cửa khung Diễn đã bọc thì đều có thông tin khách hàng dán lên cái bộ cửa rất là cẩn thận. Đó, và đây là một trong những cái bộ cửa nhôm thủy lực anh chị đang hay xem. Và bộ cửa này thì Diễn cũng đã sản xuất xong và chuẩn bị giao đi tỉnh cho anh em thợ quý vị nhé. Đó, khâu bọc rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Đó, khi mà chuyển đến tay khách hàng, anh em thợ thì cam kết là sẽ có nguyên vẹn, không bị chảy xước móc méo quý vị nhé. Đó, và ở phía bên này thì đây đều là những cái sản phẩm đã lên thành phẩm quý vị nhé. Đây đều là những cái sản phẩm lên thành phẩm. Đó, phía bên ở đây thì là có một cái bộ cửa nhôm thủy lực Owin. Bộ này là bộ có hai vách chết hai bên. Đây là một trong những cái mẫu rất là phổ thông, đó là hai vách hai cố định hai bên, và ở bên trên đầu này cũng có một cái vách cố định quý vị nhé. Khung bao bản 200, bản cánh là bản 180. Ở phía bên đây là cái bản cánh bản 180 đây quý vị nhé. Đây là sản phẩm khi mà Diễn sản xuất xong, Diễn bắn keo vào kính, bắn keo rất là cẩn thận, chi tiết cho anh em thợ. Đó, và đây là những cái mẫu có kính hộp nan hoa đồng quý vị nhé. Đây là những cái góc cạnh đây, quý vị có thể thấy là những cái góc cánh này thì bên công ty Diễn sản xuất nó rất là kín khít quý vị ạ. 10 góc như một. Đó. Sản phẩm đã sản xuất lên hoàn thiện và chờ keo khô là sẽ chuyển đến tay anh em thợ. Đó, và công ty Diễn nhận là gia công những cái bộ cửa nhôm thủy lực Owin, cửa trượt quay Owin, giao hàng toàn quốc cho anh em thợ. Nếu mà anh em có nhu cầu muốn đặt gia công thành phẩm những cái bộ cửa nhôm thủy lực Owin, cửa trượt quay Owin và những cái hệ nhôm chấn song thì anh em có thể liên hệ số hotline ở dưới chân màn hình của anh em. Đó, và quý vị đang xem video thấy video tuyệt vời thì vui lòng tặng Diễn Nhôm Kính xin một like. Quý vị yêu quý kênh của Diễn thì nhớ đăng ký kênh của Diễn ở phần bên dưới. Và quý vị có câu hỏi gì thì anh chị hãy vui lòng để lại những cái câu bình luận để Diễn sẽ chia sẻ cho quý vị ở video sau. Rồi, xin chào quý vị. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tôi là Diễn Nhôm Kính.